Chào mọi người nhá. Hôm nay mình đi dạo rừng nha mọi người. Đây thấy rất đẹp lắm đây. Đằng sau mình kia có một cái hang kìa, hang đá kìa. Không biết trong đấy có cái máng xà không? Cái lá này mọi người, cái lá này có thể ăn được đấy, lá này chua lắm, cái lá này mình nói với cá ngon lắm đấy, chua. Khám phá rừng già nha mọi người. Kè này nhiều nước quá, nước nhiều lắm rồi. Trơn cái cây to quá này, to lắm này, đổ rồi, không biết người ta hạ hay nó tự đổ vậy.